anh em phải xem lại những cái buổi livestream stream 3 tuần trước của mình mình chia sẻ với anh em vì sao bất động sản nó chạy mạnh một cái tư duy rất là đơn thuần tại vì nó rẻ hơn so với những dòng khác Mình đã chia sẻ với anh em một lần rồi, đó là khi mà thị trường tăng ấy Ngày nào có điểm mua T cộng hết. T cộng là gì? Là cược mua vào và gì? Về quản trị. Tức là đây anh T cộng đây mình chỉ nốt để anh em anh em nó chơi để chủ động quản trị thôi. Còn 80% là anh em phải follow theo danh mục đánh trung hạn và ôm. Còn 20% đây này, T cộng anh em giao lưu chiêu thức thôi này, còn lại phải follow danh mục đang nắm giữ. Mấy phiên tới chim lợn rất là nhiều tại vì ở vùng 1200 này nó sẽ chim lợn sập hay là chim lợn này kia rất là mạnh đấy sẽ có rung lắc nhưng mà có gì thì mình sẽ báo mua báo bán anh em hình dung không đấy tức là đoạn này anh em mà muốn đánh tê cộng thì cứ dành khoảng 20 trăm tỷ trọng ra giao lưu chiêu thức đúng không hàng về lãi lỗ xài đúng thì được bắt phở bắt cháo xài đi cắt có vấn đề gì đâu còn tiền đa phần ấy 80 tiền của anh em anh em phải ôm cổ phiếu trung hạn Ôm khi nào có mức sinh lời khoảng 30-50% Lúc đó thì tính chuyện là có bán bớt hay là như thế nào không Chứ không là bán đi lại phải mua lại giá cao hơn thôi Đúng không? Chiến thuật giai đoạn này là như thế Chiến thuật giai đoạn này là như thế nhá yeah. Còn kháng cự của thị trường là trên 1,250 1,280, 1,300 cơ Ok Đấy là vẫn là chia sẻ với cả nhà thế thôi Còn cứ tập trung mạnh vào bất động sản thôi Thép nhá yeah, xuất khẩu còn trứng với bán lẻ thì trứng ví dụ như trứng mình chỉ đánh có vnd đoạn này thôi đoạn này mình chỉ đánh vnd thôi đấy còn bán lẻ thì đoạn này mình không đánh đầu tư công thì mình vẫn duy trì rồi anh em biết đầu tư công mình sẽ đánh cả năm rồi nhá yeah. bây giờ cả nhà mới hiểu vì sao bây giờ cả nhà mới hiểu là vì sao vì sao là là, là bất động sản chạy mạnh thì muộn rồi muộn rồi nhá anh em nhá anh em phải xem lại những cái buổi livestream 3 tuần trước của mình mình chia sẻ với anh em vì sao bất động sản nó chạy mạnh. Một cái tư duy rất là đơn thuần tại vì nó rẻ hơn so với những dòng khác. Cùng về hạ lãi suất nhưng chứng khoán được hưởng lợi tương đối nhá. Mà rất nhiều cái con chứng khoán anh em nhìn chỉ một cái so sánh. Hôm đấy mình chỉ so sánh với anh em rất đơn giản thôi là mình cách mình chọn bất động sản cực kỳ đơn giản như sau. Mình so sánh đơn giản như một con ví dụ như con E Nó vượt đỉnh tháng 8 2023 rồi, nó vượt đỉnh tháng 5 2022 rồi. Vượt đỉnh tháng 8 2022, vượt đỉnh tháng 6 2022 Bây giờ nó về đến đỉnh tháng 4 2022 rồi Một con blue chip như Airdai nó về đến đỉnh tháng 4 2022 Nhưng mà với dòng bất động sản anh em xem này Nó còn chưa về đến đỉnh tháng 8 năm 2022 Thì dư địa của nó còn rất nhiều Nó vẫn đang ở mặt bằng đáy Thì tự khắc nó sẽ phải móc lên hết Để làm gì nó làm cho index cân bằng Vì nó là một dòng đóng góp vốn hóa rất là lớn Và vì index và dòng bất động sản là một dòng đánh rất điên Và nó tạo hiệu ứng rất là tốt Khi bất động sản kéo nhá Các dòng khác tự nhiên nó kéo đó là dòng tạo hiệu ứng và nó là cái số hút tiền Anh em hình dung không? Thì thế nên là cách đây cũng 3 tuần là cả nhà rất xấu Nó cực kỳ xấu, cách đây 3 tuần nó xấu lắm Nó xấu kinh khủng luôn, anh em còn sợ luôn ấy Đúng không? Sau đó xong thì bây giờ chúng ta thấy là nó là một trong những dòng lead trong sóng hiện tại. Yeah. Break nền và lead. lead thì làm gì có đánh 10-15%. Ít nhất 50%. Đấy để anh em ít nhất 50% cái sóng này này Để nó lên một cái nền mới chứ không phải 50% sau nó úp đâu Nhá, <laughs> yeah, Đấy là cái, cái, cái chia sẻ cho anh em cái quan điểm của mình về thị trường và nhóm ngành